Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách ủ phá sơn gel bằng gói tiện dụng và đơn giản nhé. Đây là loại mình hay sử dụng thời gian gần đây. Mình cảm thấy tốt hơn loại cũ khá là nhiều, lại không bị cái mùi hóa chất ủ như ngày xưa nữa, mà nó có mùi đào siêu thơm ý. Bạn nào mà là fan của hương đào thì nên chọn mua loại này nha. Bao bì thiết kế của nó cũng siêu cute hàn xẻng. Ngoài mùi đào ra thì em nó còn có mùi cam ngọt nữa, cũng siêu thích. Mình rất sợ cái mùi hóa chất nên mình không ngửi thấy mùi hóa chất nữa, nên là cực kỳ ưng ấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Mình nhám qua mặt móng bằng rũa hoặc bằng máy đều được nhé các bạn. Bóc gói ủ theo đường kẻ đen trên gói nhé. Mọi người nhìn bên trong của nó sẽ có một miếng bông trắng đã được thấm nước ủ phá sẵn rồi. Và mình sẽ bóc cái lớp băng dính ở trên gói ra. Mọi người lưu ý là cho tay vào thì quay mặt nào của cái gói ý cũng được, nhưng lúc nào mình cũng phải để cái phần bông trắng ý lên phía trên mặt móng thì sơn mới bong được nhé. Đừng để cái bông ý ở phần thịt ngón tay rồi rút ra thì không thể bong được sơn đâu. Gói này làm 3 góc, ấn thật chặt lại nhé. Vì mình tự dán cho chính tay của mình nên chỉ làm được bằng một tay nên cảm giác khá là khó khăn và lâu. Nhưng khi làm cho khách quen rồi thì dán cái này siêu nhanh luôn. Nãy mình quay phần dán lên trên cho mọi người dễ nhìn cách dán. Giờ mình sẽ quay xuống dưới để nhìn cho đẹp nhé. Vì móng mình làm nhiều nên khá là mỏng rồi, nên lần này mình sẽ ủ phá ra và dưỡng. Để đợi đến Noel và Tết mình sẽ làm một bộ mới lồng lộn hơn. Hồi trước mỗi khi ủ phá thể nào mình cũng sẽ thấy hơi xót và bị nóng nóng ở phần đầu móng, nên là mình rất là ghét cái cảm giác đấy. Ngoài ra là cái mùi hóa chất nó cứ sộc lên. Nhưng mà từ khi đổi qua loại này có kèm dưỡng và hương thơm thì mình không thấy bị nóng hay là sót khi ủ nữa, mà ủ lại còn nhanh hơn. Mỗi tội lúc ủ mình cứ bị thèm ăn nào là đào đào cam cam cứ hiện lên xung quanh mình thôi, vì nó quá là thơm mà. Mình ủ cái này 5 phút nhé mọi người. Mình sẽ bấm giờ trong điện thoại để đỡ quên, cũng như là để chắc chắn là mình đã ủ 5 phút. Sau khi ủ xong 5 phút mình bỏ ra này, mọi người nhìn lớp sơn nó đã bong lên rồi nè. Mình dùng cây đủn ra đủn nhanh tay hết phần sơn. Vì lúc nãy mình có mải quay cái phần sơn sau khi bỏ ra nên mình đủn có hơi muộn một chút. Thành ra cái lớp sơn của nó có vẻ hơi bị cứng lại rồi. Nên nếu khi mọi người làm thì bỏ ra ngón nào thì hãy đủn luôn ngón đấy để tránh sơn bị cứng lại, khó đủn.
Đủn xong mình nhắm qua lại móng một chút cho hết gồ ghề và mịn lại. Nhớ là nhắm qua một chút thôi cho mịn mịn là được nha. Đừng có nhắm quá nhiều vì sẽ làm mỏng móng. Mình rũ lại phong một chút rồi phủ sạch. Xong rồi bôi dưỡng nhé. Nếu mọi người tháo ra và làm tiếp thì đừng bôi dưỡng mà hãy nhắm qua lại hết cả cái mặt móng đấy. Rồi sơn gel hoặc là làm gel như bình thường nha. Vậy là vừa rồi My đã chia sẻ với mọi người cách mình hay ủ phá sơn gel đơn giản và nhanh chóng. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Đừng quên like và sub để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!